người, hôm nay chúng ta làm một cái tiết mục khui quà nội em chung với em với Minh và với Anna ở đây để em với Minh khui quà của các brand tặng cho Anna trong dịp Noel này nha. Em với Minh ơi, bây giờ em với Minh muốn khui cái nào trước nào? Khui này hả? Rồi bây giờ cho em với Minh mở ra nha, này cầm này kéo ra. Cái này quà ở đây là của thương hiệu Kiehl's nha mọi người, mới được Kiehl's gửi đến. Rồi mở ra cho mẹ xem cái gì đây. Đây là kem mà Hana đã rất là thích sử dụng, thoa cho khắp cơ thể và sắp hết rồi thì lại được kêu tặng tiếp. Còn cái này là gì đây con? Cái này để thoa gì chỗ nào? Phải bạn hả? Cái này là toner herbal extract của Kiehl's, rất là nổi tiếng nha. Rồi con này có thêm chúc mừng nữa nè. Wow. Rồi, cái này là cái gì đây con? Cái này là cái gì đây? Này cái gì đây em bé? Sản phẩm này để làm gì biết không? Ủa mẹ sao nó lại có cái này? À, nó chống như thế này thì đại để mình học bỏ cái hộp phấn vô. Vậy hả? Còn hai cái này là gì con biết không? Lì xa. Ủa, sao biết hay vậy? Lì xa mà phải có cái hộp này. À, vậy hả? Ờ, cái này có cái gì trên đây? Có ngôi sao nhỏ nhỏ nữa nè, rất đẹp. Cái này là Sun mùa holiday của Lancome nha mọi người. Rồi còn cái này là cái tẩy trang mắt nè của Lancome. Cảm ơn Lancome nhiều nha. Mang qua cho mẹ nè, mẹ để mình. Mọi người ơi, vẫn là màu trắng. Ok, mọi người ơi, vẫn là màu trắng. Mình mở ra từ từ nha. Kéo ra cho mẹ coi lại gì đây. Thì ở đây chúng ta có một cái chai dưỡng chất Youth Activating Concentrate của Lancome. Cái chai này là bán chạy nhất của thương hiệu Lancome đó. Thoa lên rất đã, cái loại serum thoa lên rất đã. Và kem size nhỏ nè, kem mắt với lại tẩy trang mắt đây, nguyên một bộ như này, thích quá. Rồi bây giờ mình khui quà gì đây nha em nhé. Đâu? Cái nào? Chạy qua lấy đi. Cái này. Ok. Cái này là hình như là quà của em bé Minh chứ không phải là của mẹ đó. Của mẹ. Cái này là đồ của em bé Minh đây. Cái này là của thương hiệu Mustela, là thương hiệu lotion và sữa tắm của em bé. Em bé Minh cũng được tặng quà. Cái này là cleansing gel, là sữa tắm nè. Những bạn nào mà, những mẹ nào ở đây mà có em bé hoặc là da nhạy cảm thì có thể sử dụng cái này để tắm nha. Body lotion, Hana rất thích cái brand này luôn á. Mình sướng quá nè, sướng quá. Cái này là của Kiehl's, Advent Calendar của Kiehl's nha mọi người. Cái này là rất hay luôn. Rất hay. Ta-da! Ta-da! Đây có rất nhiều quà khác nhau đó mọi người ơi. Đâu, có một cái full size luôn, hand cream nè. Cái này chắc mình phải tặng lại cho các cô đúng không? Tại mẹ có rất là nhiều đồ. Mình sẽ tặng lại rồi mình cất vô nha. Mình sẽ mở cái khác nha. Cái này là của thương hiệu Yves Rocher tặng cho Anna. Okay, cái này cũng tương tự như cả cái calendar của Kiehl's, có 25 món quà ở đây luôn. Và ở trên này còn có hình của Hana nữa nè, thích quá. Bây giờ chúng ta sẽ mở Minh. Minh ngồi lên đây, Minh lấy từng cái. Mẹ ơi, mẹ ơi, phải mở đúng số, mẹ lấy số 2 đi. Rồi, mẹ lấy số 2 đây. Con lấy số 1. Mẹ coi ai mở nhanh hơn nha. Số 2 là giữ môi. Cái này là nước hoa. Đây. Mở nữa hả? Mẹ mở số 3 nha.
lên xong rồi đẩy trang. What is it? Cái hộp này để làm gì? Cái hộp này đẹp không nè? Dạ, con thêm một nữ. Ồ, cái này để làm gì con? Ồ, có nhiều hộp nữa. Wow. Cái này là để mình trang điểm đó. Mẹ. Cái này là để mình bỏ vô trong. Mở hết luôn. Không, không cần mở. Vậy được rồi. Nha. Dạ. Đây là cushion của Sum. Cái này có hai, tất tổng cộng là ba cái lõi lận. Một cái lõi trong cái hộp chính và hai cái lõi phụ thêm nha. Đây là của Sum, cảm ơn Sum nhiều nha. 1, 2, 3. Tên. Đây, cái này là collagen của Mena tặng cho Anna để làm collagen. Cái này là mới của họ. Ủa, chưa gì đã mở ra rồi hả? Rồi, để mẹ xem bên này. Cái này cũng là quà của Mena luôn. Tên. Ở đây là chúng ta có một cái hộp đi uống linh chi. Và cái hộp này nhé. À, cái này là để lotion làm sạch da nè, clear lotion Hana rất thích. Và thêm một cái hộp serum. Đây là một trong những dạng serum mà Hana rất thích nhất. Cái này Emilia của Mena. Mở ra luôn hả? Có thêm một hộp. Đây, mở ra cho các cô xem. Sao nhiều hộp vậy? Rồi. Đây là cái chai Emilia linh chi của Mena mà Hana rất thích dùng. Cảm ơn Mena nhiều nha. Cái này là quà của Lâm Nê. Phải không? Mọi người ơi, có bánh nè. Có bánh và có cái hộp đó là hộp gì? Tôi biết đem mẹ. Có cần mình giúp không? Không. Yeah, để coi này là gì đây. Mình có dùng được không ta? Cái này là gì đây? Cái này là một cái hộp cushion Holiday Limited Edition của Lane. Và đây có một cái phong Noel mà còn có bánh nữa nè. Dễ thương quá, cảm ơn Lane nha. Rồi, bây giờ cái hộp quà tặng nhất và cuối cùng chúng ta cùng khui nhau nha. Dạ. Ô, phải hỏi cái này. Hey. Wow. Phải mở. Nó phải. Wow, cái này mình chơi được nè. Và đặc biệt là có lần là...